Trong phân khúc SUV 7 chỗ, Toyota Fortuner đã trở thành một trong những tượng đài về mặt doanh số với 12.667 xe trong năm 2019. Tuy vậy, Fortuner lại gặp phải sự cạnh tranh gay gắt đến từ các đối thủ trong phân khúc SUV 7 chỗ như Mitsubishi Pajero Sport, Ford Everest và thậm chí kể cả những mẫu xe crossover 5+2 như Kia Sorento hay Hyundai Santa Fe. Do đó, Fortuner phiên bản 2021 giờ đây cũng đã được nâng cấp một cách mạnh mẽ và triệt để về phần ngoại thất và nội thất xe, trang bị tiện nghi và các công nghệ an toàn nằm trong gói Toyota Safety Sense nhằm tiếp tục giữ vững ngôi vương của mình. Bước sang năm 2021, Fortuner được Toyota Việt Nam lắp ráp với 5 phiên bản và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 2 phiên bản máy xăng. Phiên bản trong video lần này được chúng tôi giới thiệu là chiếc Toyota Fortuner Legender sử dụng động cơ 2.8 lít 2 cầu cao cấp nhất với mức giá bán là 1 tỷ 434 triệu đồng. Fortuner Legender là một trong những chiếc xe SUV có sự hài hòa và thực dụng nhất trong thiết kế. Bước sang phiên bản mới, Toyota Fortuner mang ngôn ngữ thiết kế càng thêm mạnh mẽ và nam tính hơn trước. Điều này thể hiện rõ rệt qua những chi tiết như viền lưới tản nhiệt sơn đen, cụm đèn pha, cản trước hay đèn hậu sau của phiên bản Legender. Cụ thể là ở chi tiết mặt ca lăng lưới tản nhiệt đều nhỏ hơn so với phiên bản Fortuner tiêu chuẩn, sử dụng thanh ốp bằng nhựa đen thay vì mạ chrome. Toyota Fortuner sở hữu kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 4.795mm x 1.855mm x 1.835mm, chiều dài trục cơ sở đạt 2.745mm, xe có khoảng dáng gầm cao nhất phân khúc là 279mm, giúp chiếc xe có một tầm quan sát tốt, mang lại khả năng vận hành tuyệt vời trên những địa hình khó và gồ ghề. Phần cản trước của Fortuner Legender được thiết kế đẩy cao lên trên, chiếm một phần lưới tản nhiệt có ốp màu bạc, hốc hút gió được thu nhỏ lại và tích hợp đèn sương mù dạng bi LED. Cụm đèn pha dù được giữ nguyên hình dáng bên ngoài nhưng kết cấu bên trong giữa Fortuner Legender và phiên bản tiêu chuẩn lại hoàn toàn khác nhau. Một bên là cụm đèn 4 bi LED, 2 cốt 2 pha và còn lại là một bi LED. Cụm đèn pha mới này vừa mang tới vẻ đẹp mạnh mẽ và nam tính, cũng như cường độ ánh sáng bao quát dù tầm gần hay xa, mang đến khả năng quan sát tốt vào ban đêm cho người sử dụng, tăng sự an toàn và thoải mái cho tài xế. Nắp capo của Fortuner 2021 được tạo hình với 4 đường gân, mang đến cảm giác mạnh mẽ và thể thao hơn. Phần cản bên dưới cũng được thiết kế lại trên Fortuner Legender. Dải đèn LED báo rẽ được đưa xuống thấp phía bên dưới cản, trong khi Fortuner tiêu chuẩn sử dụng bóng đèn halogen. Phần thân xe cũng được tạo hình bởi hai đường gân nổi cùng tay nắm cửa mạ chrome rất đẹp mắt. Khung cửa sổ bên dưới được trang bị viền chrome mang cảm giác hiện đại. Cụm gương chiếu hậu được trang bị ốp mạ chrome sang trọng cũng như tích hợp dải đèn LED báo rẽ, giúp tăng sự nhận diện đến các xe ngược chiều. Xe được trang bị bệ bước có kích thước lớn giúp cho việc lên xuống của một chiếc xe SUV 7 chỗ có chiều cao gầm lên tới 279mm thêm phần dễ dàng hơn. Đây là một trong những điểm cộng lớn nhất đối với các gia đình có con nhỏ hoặc người già. Ở phiên bản 2021, Fortuner với cấu hình 4x4 đều được sử dụng mâm 18 inch với thiết kế mới. Các phiên bản còn lại được sử dụng mâm 17 inch. So với đời cũ, dàn chân của Fortuner Legender giờ đây đã trở nên cuốn hút hơn, hài hòa với thiết kế tổng thể của chiếc xe này. Phía đuôi xe tiếp tục cho thấy cảm hứng về một mẫu xe có ngoại thất sắc cạnh với cụm đèn hậu thanh mảnh. Cánh gió trên cao giúp giảm bớt đi cảm giác trống vắng nơi tiếp điểm giữa nóc xe và kính hậu. Bên cạnh đó, dải đèn LED phanh trên cao giúp tăng thêm khả năng nhận diện cho xe khác trong đêm tối, đảm bảo hơn độ an toàn trong các trường hợp phanh gấp hoặc xe có sự cố. Ngoài ra, cản sau cũng được tái thiết kế với tạo hình hai hốc phản quang hình chữ L, giúp tạo thêm vẻ vững vàng, thể thao cho mẫu xe SUV này. Phần ống xả được thiết kế giấu vào bên trong, nằm tôn lên thiết kế thanh lịch của xe. Cụm đèn hậu của Fortuner Legender sử dụng hoàn toàn bằng LED, đèn báo rẽ có hiệu ứng chuyển hướng đẹp mắt, không khác gì các dòng xe hạng sang của Lexus. Điểm khác biệt nổi bật nhất trong Fortuner và các phiên bản tiêu chuẩn đến từ không gian nội thất. Trên chiếc Fortuner Legender sử dụng da màu đỏ đậm, đen, trong khi đó bản tiêu chuẩn sử dụng tông màu đen. Bảng táp lô được thiết kế theo hình vòng cung và thoải xuống hai bên cột chữ A. Trên phiên bản Fortuner Legender 4x4 AT, vô lăng được bọc da và được trang bị điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay và đặc biệt là cụm nút bấm điều khiển khoảng cách an toàn với xe phía trước trong gói Toyota Safety Sense. Khu vực bên trên màn hình trung tâm là hai hốc thoát gió hình lưỡi dao hướng về cột chữ A, được viền mạ chrome sang trọng. Vô lăng được kết hợp ốp gỗ và da, cảm giác cầm nắm chắc chắn và mềm mại.
Vô lăng có đầy đủ các nút bấm như tăng giảm âm lượng, điều khiển các chế độ, set ga tốc độ và các tính năng trong gói an toàn Toyota Safety Sense. Phía sau vô lăng là cụm đồng hồ đẹp mắt với màn hình hiển thị đa thông tin, sử dụng phong cách thiết kế analog bán điện tử. Đáng chú ý nhất là cặp lẫy chuyển số sau vô lăng giúp người lái có những trải nghiệm tuyệt vời với sự linh hoạt trong cách thức vận hành. Xe được trang bị màn hình trung tâm giải trí kích thước 8 inch đi cùng kết nối với Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, AUX. Bên cạnh dàn âm thanh 11 loa JBL mang đến trải nghiệm âm thanh xứng tầm với một chiếc SUV 7 chỗ full option. Ngoài ra, những trang bị tiện ích trên xe bao gồm chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm, cốp xe đóng mở bằng điện, gương trong xe chống chói tự động ngày và đêm. Hàng ghế trước bên lái và bên phụ đều được chỉnh điện 8 hướng, cảm giác ngồi hàng ghế đầu rất thoải mái, khoảng để chân phía trước được tối ưu không gian rộng rãi. Hàng ghế thứ hai có thể gập 60-40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng. Hàng ghế thứ ba có thể ngả lưng ghế, gập 50-50 sang hai bên, không gian này chủ yếu dành cho trẻ em, có chiều cao dưới 1m5. Cốp xe Fortuner khá rộng rãi dù chưa được gập hàng ghế thứ ba xuống. Phần cốp này có thể chứa ít nhất 4 vali lớn hoặc 6 vali cỡ trung, mang đến không gian để hành lý cho cả gia đình trong những chuyến đi chơi xa. Với Fortuner 2022, người dùng có các tùy chọn động cơ bao gồm động cơ 2.4 lít sản sinh ra 147 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 400 Nm, sử dụng hệ thống dẫn động cầu sau, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hộp số sàn 6 cấp cho phiên bản 2.4 4x2 MT. Phiên bản động cơ dầu 2.8 lít sản sinh ra 201 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 500 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp cùng hệ thống dẫn động 2 cầu bán thời gian. Động cơ xăng 2.7 lít 4 xi lanh thẳng hàng sản sinh ra 164 mã lực tại 5.200 vòng trên phút, mô men xoắn cực đại đạt 245 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp, sử dụng hệ dẫn động cầu sau. Ngoài ra, trên phiên bản 2.8 lít được trang bị 3 chế độ lái, đó là Eco, Normal và Sport. Xe được trang bị những công nghệ an toàn nổi bật như hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hệ thống điều khiển hành trình chủ động, hệ thống cảnh báo lệch làn đường và một số tính năng công nghệ an toàn mình xin phép được đặt bên trên màn hình để giúp cho quý vị và các bạn có thể tham gia theo dõi. Vừa rồi là những chia sẻ chi tiết về chiếc Fortuner Legender 2022. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.